Câu lạc bộ Hà Nội hành quân tới sân của Đông Á Thanh Hóa với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Đội khách sớm thực hiện hóa quyết tâm này bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 do công của Tuấn Hải. Dù vậy, Văn Quyết cùng các đồng đội lại không thể bảo toàn được lợi thế của mình khi ở phút 64, tiền đạo trẻ Thái Sơn ghi bàn san bằng tỷ số cho đội nhà. Ở khoảng thời gian sau đó, dù rất nỗ lực nhưng câu lạc bộ Hà Nội không thể thêm một lần nữa đưa được bóng vào lưới thủ thành Thanh Diệp. Kết quả hòa một đều khiến thầy trò huấn luyện viên Chun Jae-ho bỏ lỡ cơ hội bứt phá trong cuộc đua vô địch. Triết lý bóng đá của tôi là cầu thủ mà không tôn trọng đối phương hay có thái độ tập luyện không tốt, tôi không bao giờ cho cầu thủ đó vào sân thi đấu. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ hiện tại của câu lạc bộ Hà Nội đang gặp một chút vấn đề về tâm lý. Các bạn đang chịu áp lực giành chức vô địch. Tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi còn quyền quyết định đến 80% vô địch năm nay. Việc đội bóng thủ đô chỉ có một điểm ở trận đấu sớm giúp cho Viettel và Topelen bình định thi đấu quyết tâm hơn ở cuộc đối đầu sau đó. Tuy nhiên, trong một ngày mà cột dọc cùng sự xuất sắc của các thủ môn trở thành điểm nhấn, thì hai đội phải chia điểm trong trận cầu không bàn thắng. Kết quả hòa không đều khiến cả Viettel lẫn Topelen Bình Định bỏ lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu.